Bạn là chủ của một phòng khám tư nhân. Ngoài việc khám chữa bệnh, bạn còn phải quản lý kho thuốc, tính toán doanh thu phòng khám hoặc quản lý các dịch vụ đi kèm như xét nghiệm, X-quang, siêu âm, xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng, quản lý khám chữa bệnh và liên thông cổng bảo hiểm xã hội, liên thông đơn thuốc với cổng dược quốc gia. Tất cả bạn đang đều phải làm thủ công. Đừng lo, VNPT Hưng Yên mang tới cho bạn giải pháp quản lý phòng khám toàn diện VNPT Home and Clinic. VNPT Home and Clinic là phần mềm được xây dựng bởi tập đoàn VNPT dành riêng cho các phòng khám chuyên khoa và đa khoa, đáp ứng toàn diện quy trình khám chữa bệnh, khám bệnh, chỉ định cận lâm sàng, kê đơn, viện phí. Từ đó bạn nhanh chóng nắm bắt được báo cáo doanh thu, báo cáo xuất nhập tồn chỉ trong click chuột. Ngoài ra, hệ thống còn có thể kết nối liên thông tới cổng bảo hiểm xã hội, cổng dược quốc gia, hệ thống hóa đơn điện tử và các hệ thống quản lý khác. Tính năng đặc biệt hơn nữa là hệ thống có thể gửi SMS nhắc lịch hẹn tái khám tới bệnh nhân hoặc kèm theo các thông điệp riêng của phòng khám, giúp bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn. Nâng tầm phòng khám của bạn ngay hôm nay thông qua số điện thoại tổng đài 02213 864 019 hoặc tư vấn viên trực tiếp 0911 476 368. Trung tâm Công nghệ Thông tin VNPT Hưng Yên, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu, sự lựa chọn tin cậy của các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.